không tắt mất công anh bản chị Quyền anh kiếm nữa, mệt mỏi nữa nha bà con nha. Dạo này đùm xịt nó ghê gớm lắm, ta nói kéo vài giây nữa thôi ha là thế nào chị Quyền và anh bản cũng chạy te 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 vô đây à bà con đó, cho nên là bây giờ nhắc có trốn ba đi. Đừng nói thấy tôi nha, nãy đứng nhìn tôi, ủa có khi nào nó có đèn pin nó gọi vô thấy tôi không ta? Tao không thấy gì, cái chuyện đó là chuyện của nó, cái chuyện của mình là mình vô mình cẩu cái bùa đó bà con á. Ê à, bỏ rồi về nhà bao nhiêu luôn. Không có chừng trị đồ qua cướp bóp đồ ha, đậu bắp nó chỉ có thể là tính báo thôi các bạn. Thôi chứ mặc dù chúng ta đã cướp hụt cái bùa đỏ của anh khỉ, nhưng dù gì thì chúng ta cũng đã thấy được cái bản mặt của ảnh ở trong cái bùa đỏ ha. Thế thì bây giờ bà con thấy cái bản mặt của ảnh không? Ảnh đang mút chì chì ở dưới kia kìa, ảnh đang quánh lộn, ta nói gần gần ở dưới luôn ha. Mình tha hồ, mình hổ báo cáo con trồn tại khu vực này mà không sợ chết các bạn. Tại vì sao? Tại vì nhậu khỉ có đây đâu mà sợ chết. Nói chúng ta vô chúng ta chấp sai đầu game vậy, chơi cho nó dễ nha các bạn. Dễ đâu, thấy giờ tem kia ba rồi tem mình một. Dễ quá, dễ luôn à bà con nha. Không sao, cái chuyện đó bỏ qua bên. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào bà con nè, đậu bắp đó nãy chơi game chưa chào bà con luôn á. Hello, Ekipadi, Anansio, Sawani, Cap, Du, Cam, Mũ Lộng, Welcome to my channel. Chờ nếu, Funny, Gai Minh TV của em nha. Ở thì bà con có biết đây là dị tượng dùng Ahihi Kabanda cho ủ lộn Ahihi Kabanda bê. Ok con bê ủ lộn à bà. Ok con dê. Bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo khi mà ăn xong cái con dơ nè các bạn ơi. Sao nó quánh lộn gần gần ngoài mít vậy ta? Á đù, 3-1 các bạn. Thằng nhậu khỉ làm gì đây? À, ra là vô trộm chó à. Mày tới công chuyện mày với tao rồi con ha. Farm sống này lên level 4 rồi các bạn ha. Vô đậu bắp nó lấy thịt đèn ngừ cho nó lè lử chơi các bạn ha. Nhậu khỉ à, sư phụ nè con, ăn chui không con. À, trời. Ghê quá các bạn ơi. Anh vô anh trộm chó mà thiệt chứ anh làm như không ai thấy anh hay sao á. Anh tưởng anh có tàn hình rồi anh ngon các bạn ha. Mà nãy tính ra là đi vô ai không thấy luôn á bà con. Ghê thiệt. Ủa không sao. Đó, bây giờ thì nó đã dảnh củ tỏi với mình rồi. Thì chắc có thể nó đã ghim mình rồi. Nó đã dị ứng mình rồi. Nó đã không khoái mình rồi. Nó đã không thích mình rồi. Cho nên mình biết được điều đó, mình phải cẩn ngàn thận nha. Chứ để không lĩnh lụm mình đó các bạn. Cá cha này nó ỉ, nó có chiêu cuối. Cái nó bảnh tỏn ha các bạn ha. Mày bảnh tỏn không? Mày chơi giọng mẹ không? Đập mày chết. Chết vợ nha. Chết vợ đó. Đó. Mày nói mày là con. Đúng à. Đừng cười quê người ta vậy các bạn, tội nghiệp ta đúng không? Cái bạn nó làm người ta làm. Các bạn để ý nha, lúc mà nó ban vô các bạn á, mà nó bật chiêu cuối lên á là các bạn hạn chế quánh nó nha. Mà để làm sao để biết được là khi nó bật chiêu cuối lên, các bạn nhìn cái trên in game của nó, khi mà nó dưới nửa cây máu không, nó bật cái gì lên mà các bạn thấy ống màu vàng nó tụt từ 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 đó là cái đó nó bật chiêu cuối, các bạn hạn chế quánh á. Đây các bạn mà dồn đam là nó sẽ càng được hồi máu đó, nhớ nha các bạn. Và đó là cái mẹo để các bạn có thể gọi là có thể đi chứ không phải là hoàn toàn nha, có thể sẽ khắc chế được cái gì tướng cá cha đó đó, nhớ nha bà con. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ chuyện đấu hoàng bên và tập trung vào vấn đề của trận đấu nè. Và sau đây sẽ là một pha ăn hồi bè đỡ đến từ vị trí của anh Ahihi Kabanda cho. Hey, quay 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 vô điểm chợ nhảy quá trời luôn. Sao điểm chợ nhảy dữ ta. Ôi các bạn ơi, vô làm tao nói gần gần luôn các bạn ơi, mà nhảy được có một mạng mà bay chiêu cuối bay tóc biến luôn. Nãy mà bay điểm qua cầu băng xương chắc cừ ẻ luôn á các bạn, cừ mà tao nói cừ lết luôn mọi người. Đậu wow, cá cha nó hết máu kìa các bạn. Rồi kiểu này là đứng đây biến về chứ đâu. Ủa đi kiếm tôi luôn kìa. Anh ơi đừng quên em, anh ơi thôi mà. Anh ơi thôi mà, anh ơi thôi mà. Thôi anh từ đứa ơi, sao quên em dữ vậy. Ôi trời ơi thôi mà, anh sao vậy, em mới cầm bộ bùa đó. Ui hên quá các bạn ơi, tôi tưởng bay vô nó quánh tôi luôn rồi chứ. Ừ ơi đừng nói cầm bộ bùa chưa kịp nóng đít nha. Tôi cầm bộ bùa là ta nói nó phe mà, nó đè mà, nó phe. Nó phe đẻ, nó đẻ, em phe, nó phe, đẻ, đẻ, em phe, tay tôi nhé luôn ha bà con nha. Sao cảm giác là không được an toàn cho lắm vậy ta?
Ôi chắc là đi biến về đi các bạn ơi, chứ tại mình đang cầm ba bộ bùa các bạn. Ủa lộn, ba cái bùa các bà con. Bùa đỏ nè, bùa xanh nè, bùa dơ nè. Mà lỡ xui xui đứng trển hổ báo cáo con trồn với lại cá cha các bạn, rồi đâu còn nhậu khỉ ra nó gõ cái lên bảng không đó, cho nên là đâu có được. Hình như là đang ăn chim phải không ta? Đúng rồi, chắc vậy rồi đó các bạn. Ăn cái gì không có đâu, quên đi nha. Ôi lấy chiêu cuối cướp chim luôn. Cái hạt random 500.000 này, bạn nào mà xem tới đoạn này nhanh nhất sẽ thuộc về các bạn nha. Với lại xin phép bà con tầm khoảng 1 phút thôi nha bà con. Quẹo lửa luôn bà con, cô bác ơi. Shopee.vn hiện đang khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp đó nha. Bà con mà nạp 100.000 là bà con sẽ được cộng thêm 50.000 nữa nha bà con nha. Và điều đặc biệt hơn ở đây đó chính là mình mới vừa nhập về rất là nhiều hạt ở cái danh mục game đầu tiên nè, mình đứng cho bà con coi thử nha. Đó, sau đó mình ấn vô cái giá tiền là trên 1 triệu, mình chọn ngọc là 90 ha. Sau đó tìm kiếm những cái hạt mình mới vừa nhập về, ta nói ngọc 90 quá trời luôn. Có rất là nhiều mệnh giá tiền mà cho các bạn gọi là tìm kiếm luôn. Đây mình cho các bạn xem tiếp trang 2 nha. Nhưng mà mình có địa được một cái hạt này để mình mua mình tặng cho các bạn nè, nó ghê dữ lắm. Đây là các bạn, hạt này nè, 14 bản ngọc 90, 84 tướng, 88 trang phục. Bạn này không ta? Nhưng mà phan nha, mình qua trang 2 mình coi cái các bạn. Cái trang 2 này nó cũng ghê lắm chứ không phải vừa đâu nè, bà coi không. 91 tướng nè, 100 tướng nè, ta nói rất là nhiều mệnh giá đặc biệt nè. Thấy không bà coi, thấy không, ghê không. Nè dưới đây có mấy cái hạt nè, đó trời ơi rất là nhiều luôn nha bà con nhé. Nhưng mà tôi có địa thêm được một cái hạt này nữa, nó còn dữ dằn bà chằn hơn cái hạt kia nữa, mà đang gọi là phân dân không biết gì ghê vậy. Ê, ghê không các bạn, dữ dằn không. Ồ, vậy thôi đầu gì nữa mọi người. Cái hạt này nè, đáng lẽ cái hạt này nó mới ghê nè, đâu rồi. Cái mã số là 501 mà nãy mình tìm nó mất tiêu rồi ta. Rồi các bạn đợi một xíu nha. Qua trang 5 rồi, cái hạt nó dữ dằn lắm. Mình mua tặng bà con là phải hút cái hạt như vậy, mà bây giờ kiếm cái mã số không thấy gì ta. Thằng ông nội nè, nó mua rồi bà con. Dốc chó. Trời ơi, nãy tìm thấy mã số 501, bây giờ tìm hoài tìm không thấy luôn bà con. Cái hạt nó hình giá 2,5 triệu đó. Hạt nó dữ dằn lắm. Ôi, như cái hạt này nè. Mà không phải, mình nhớ rõ ràng là mã số 3 số cuối là 501 các bạn. Thôi vậy thôi, mình mua hạt này mình tặng các bạn nha. Hạt này nó cũng ghê lắm các bạn. Nè, 98 trang phục, 97 tướng, mà tới mười mấy bản ngọc 90 luôn nè. Mình cho các bạn coi ngọc nha. Hơi bị dữ dằn bà chằn. Bà con coi nè, đó, hú hồn chim én không. Thôi không kéo nữa nha, kéo tới đây được rồi. Nó dữ dằn lắm. Thôi mua nha, để hồi người khác mua là mất công đó bà con nha. Mua ngay nè, xác nhận mua nè. Mất hết tiền luôn nè. Check thông tin nè, dùm một cái luôn nè. Mình sẽ không tặng cái hạt này tại đây nha các bạn, vì mệnh giá quá cao các bạn. Để mang đậm tính chất công bằng thì tối nay vào lúc 8 giờ tại ứng dụng Nonolive, các bạn nào mà vô xem live stream ủng hộ mình, không phải là mình gù quến các bạn nha, mà mình là gũ ghê các bạn thôi chứ không gù quến nha. Các bạn chỉ cần vô coi, mình mở hộp quà, các bạn nào tham gia biết đâu được các bạn may mắn sẽ nhận được cái hạt này rồi sao. Không yêu cầu các bạn phải mần gì hết, chỉ cần các bạn vô coi và tham gia hộp quà là được nha. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi live stream tối nay vào lúc 8 giờ để trao cái phần thưởng này nha bà con nha. Còn bây giờ thì mời bà con túc cà tiệp xem tiếp clip của mình. Không biết là cá cha nó có quạo mình không ha, hay là nó đang thắt èn mắt á đù nà ní. Thằng ai cà du cà béo này có bộ nó chơi bấy nha. Ôi chứ bấy gì, cái chuyện đó bỏ qua bên đi các bạn. Vô kiếm anh nhậu khỉ coi anh đang mần cái quần đồ gì. Nhà có chó ba đây, mày làm gì đó hả? À, ăn bùa đỏ chứ làm cái gì các bạn. Định vô cúp bùa đỏ đó mọi người mà không có kịp mọi người, trễ chuyến đò ha. Không sao, mình thua kèo này thì mình bày kèo khác chứ chuyện đâu cả nha bà con. Bây giờ chúng ta sẽ chạy tét 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 về len lẹ nè, chứ để không anh khỉ vô anh gõ banh cái trụ đó. Bây giờ chúng ta có hai sự lựa chọn nha. Một là ở đây đẩy tiếp cái trụ, hai là đảo len đi ăn hồi. Mình chọn cái gì thì các bạn cũng biết rồi đó. Mình sẽ không có lấy cái trụ đâu, ở dưới kia nó quánh lộn quá trời quá đất luôn. Thiếu bản mặt mình là đâu có được mọi người. Đó, cho nên là mình chạy té 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 xuống đây. Mình đỉ nha, mình gình nha, mình mò nha, mình đĩa nha. Coi nào nha, thấy nhậu khỉ rồi nha. Nhậu khỉ à, sư quả là con ăn chui không con. Đếm số rồi các bạn ơi. Ôi tôi nói thiệt các bạn á, lẽ giờ tôi tàn hình luôn á, chứ tôi xuất hiện ra tôi sợ hỏi ký đầu của bà con. Nhậu khỉ nãy chọc kẹo nó hơi bị nhiều rồi nha mọi người. Đèo quánh lên bờ xuống ruộng, quánh nó gọt lọt ruộng, quánh nó xỉu úp xỉu đau luôn mọi người. Mà bây giờ còn cẩu thêm bùa xanh nữa, mà tôi không cầm đâu. Tôi cầm là có chuyện nữa, nó đi kiếm tôi liền đó mọi người. Nói chứ mình không có nhiều chuyện với bà con đâu. Ở trong cái tựa game Liên Quân Mobile này nè các bạn,
Mà một khi trong trận đấu mà có anh gấu béo thêm anh nhậu khỉ nữa là coi như hai thằng ông cố nội nó quánh lộn lên bờ xuống ruộng luôn á bà con tin không? Nó quánh mà không có hồi kết luôn á. Kiểu như hai tướng này gặp nhau là nó phải quánh lộn hay sao mà nó quánh ác lắm kìa mọi người. Đúng là đập, đúng là xúc, đúng là múc các bạn. Bà con công nhận không? Nếu như mà bà con công nhận cái điều mà mới nói mà nó đúng á, bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình liền nha. Còn bà con nào mà cảm thấy là không ok, không hợp lý, không thuyết phục thì các bạn nhớ cho mình xin nút like hoặc là một nút chia sẻ cũng được. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. À đù, cái mùa đỏ này là xác định đi Mỹ rồi các bạn. Cái gì? Mình định cúp mùa đỏ tao hả? Không có đâu nha. Ý, nó bật chiêu cuối các bạn, giọt. Không quánh nha. Nó bật chiêu cuối lên là các bạn đừng chơi bấy nó nha. Tại các bạn càng dồn đam là nó càng hồi máu nha các bạn. Nhớ nha, để không muốn các bạn đối đầu với cá cha đó. Nó bật chiêu cuối lên các bạn dồn đam lia lịa ông địa luôn là mấy thằng đồng bọn nó chửi các bạn đó. Đó là cái thứ nhất nha. Còn sẵn là nói lạc đề chút xíu nè. Ví dụ mà các bạn thấy mẹ gươm mà nó nắm đầu đồng bọn mình á, coi hạn chế dồn đam nha. Nãy là bị Ê, mình không có nhiều chuyện với bà con đâu. Nhưng mà thằng nhậu khỉ nó sắp về đó mọi người. Nhậu khỉ à, đưa bản mặt đây nào. Bát cắm đầu bạn nghe. Bông 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 bông. Nó nằm im gu luôn. Nó nằm im gu luôn rồi. Với dài đường quyền sấm chớp, ta nói mọp tay từ bên trái qua bên phải, từ bên phải qua bên trái, từ trái lên trên, từ trên xuống dưới, từ dưới qua bên phải. Nói chung là quất tới tắp luôn các bạn. Nó bóp 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 vô mặt nó. Dạ giờ nó nằm im gu luôn rồi. Không biết là nó đang có chửi tôi không là tôi không biết nha. Nhưng mà chửi hay không là cái chuyện đó là cái chuyện của nó. Mình đừng có quan tâm tự ai đòn kè. Cái vấn đề mình cần kè ở đây đó chính là bà con cô bác ơi, hồi nãy giờ bà con mà xem clip ủng hộ em á, mà nãy giờ bà con á ấy cái clip em nó vui, nó hài, nó mắc cừ, hoặc là bà con thích clip của em á, bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bà con nào mà đã đăng ký kênh ủng hộ rồi á thì bà con tặng cho em xin nút like, nút like ha. Nút like được hơn nữa quất nút chia sẻ luôn cũng được nữa. Cảm ơn nhiều nha bà con nha, để cái kênh cũng như là cái clip nhanh chóng được phát triển. Chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Rồi ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vô vấn đề của trận đấu nè. Ở tiền đây là cái bù đồ mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Mình không khuyến khích các bạn dùng bù đồ này nha. Mình chỉ đang thử thôi các bạn. Tại vì sao? Tại vì á, mình đang dùng cái bu ngọc là tỷ lệ chí mạng. Ngọc đỏ mình dùng tới 10 viên tỷ lệ chí mạng lực. Còn ngọc tím á, là 10 viên công vật lý và tốc độ chạy. Ngọc xanh là 10 viên công vật lý và xiên giáp. Thì các bạn thấy rồi đó, mình có 16% tỷ lệ chí mạng. Để cho nên á, là mình lên thánh kiếm xong, cái mình quất luôn cái song đao bảo tép các bạn, để mình lấy thêm cái lượng tỷ lệ chí mạng. Gều mà đặc biệt các bạn thấy cái lượng tốc độ di chuyển của mình nhanh không, là do song đao bảo tép đó các bạn. Nó dồn đam mấy máu mỏng là chỉ có ải chĩa thôi. Bà con không tin đúng không? Bà con không tin đúng không? Để tôi mần cho bà con coi. Chí mai vậy anh trai? Ừ ơi. Thấy nó chạy mà tôi gầu tới luôn á các bạn. Này làm gì đây? Sang chấn tâm lý hay gì? Trời ơi, đó giờ chưa thấy ăn hôi hay sao các bạn? Đơ ngừ luôn mọi người. Muốn chầm kẽm như là gấu béo. Trời ơi, đừng nói mày làm clip mày chửi nó nữa nha Nhiếm nha. Thằng Nhiếm á các bạn, ăn hôi có chút xíu à các bạn. Mà nó làm clip với chữ nhôi vậy bà con, có ăn hôi đâu, tại nó không lát đít được. Nó bây giờ tôi sợ kia chạy, bây giờ tôi hốt nữa mọi người. Chứ để quanh cho đẻ luôn rồi nó cắm đầu nó chạy, uổng không? Uổng chứ, thế cho nên là vô lát đít thôi chứ ăn hôi hồi nào bà con. Cái gì đây, cái gì đây, quánh lộn hả? Sao mà thiếu cái bản mặt của em được? Nó có thằng băng trụ hay gì kìa. Cho nên là mình tranh thủ nha, mấy thằng cao thủ nó không bằng mấy thằng tranh thủ là chỗ này nè các bạn. Đúng! Một pha lấy tịch đè ngừ là chúng ta đã gom được một mạng rồi. Thấy ghê không? Bây giờ nhậu khỉ ra là chúng ta sẽ cắm đầu chạy liền, chứ không có đứng đó. Đứng đó là đưa bản mặt cho nó quánh hả? Chi tiết đầu công hả? Đâu có được. Cảm ơn bà con nhiều nha bà con. Vì hồi nãy giờ bà con đã dành thời gian quý báu của bà con ra để xem clip ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con ở cái clip tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Dồi shop của anh Tân Dồi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Mà nè, hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi chờ đón bà con á nha. Mua trả góp là xưa rồi. Còn bây giờ á, mua điện thoại tặng cái bịch.